Nam nữ 31-40. Liên đôi lẽ kia là gì? Đôi lẽ kia là gì? Trang Nhất đôi kia là Mạnh Hương đúng không? Mạnh Hương gặp Trang Nhất xong một tím thế. Trận đấu tiếp theo trên sân số 1, Trò Châu Nam dưới 30, Phạm Văn Khải tặng chương trình gặp Vũ Mạnh Cường, Trần Hàn Long. Nam ơi, Nam. Thank you.
Trên sân số 2, đôi nam nữ trên 30, khoe em thêm cảm xúc ngon, xin mời các bạn vào sân khấu.
Trên trận số 2, trận tiếp theo, nội dung thang trên 50, phong hùng gặp mèo mặt. Phải.